Chào các em học sinh khối 8. Hôm nay cô trò chúng ta cùng đi vào phần ôn tập chuẩn bị những cái nội dung cho kỳ thi học kỳ 2. Cấu trúc đề kiểm tra gồm 2 phần. Phần 1 4 điểm bao gồm phân môn văn bản tiếng Việt, phần 2 6 điểm tập làm văn. Văn bản. Chúng ta xem lại các văn bản mình đã được học ở đầu kỳ 2. Nhớ rừng, ông đồ, quê hương, khi con tu hú, tức cảnh bắt bó, ngắm trăng, đi đường, chiếu giờ đô, hạch tướng sĩ, nước Đại Việt ta, bàn về phép học, đi bộ ngao du, ông rút đanh, mặc lễ phục. Văn bản trích dẫn có thể sẽ nằm ngoài sách giáo khoa, trích từ sách, bài báo, mạng internet. Các em có thể tìm đọc thêm để có kiến thức, đặc biệt là những vấn đề đã và đang được cộng đồng hoặc thế giới quan tâm. Ví dụ như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, nạn chặt phá rừng, thiếu nước, thiếu lương thực ở các nước châu Phi, nghiện game hay Facebook, tình yêu thương, chia sẻ giữa người với người giữa đại dịch Covid-19 vừa qua. Những câu hỏi thường gặp có thể là những câu hỏi về phương thức biểu đạt chính. Đối với dạng câu hỏi này, các em cần lưu ý chỉ nêu một và một phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản, không nêu quá một phương thức. Như vậy sẽ không có điểm. Chúng ta nhận diện ra phương thức biểu đạt tự sự khi văn bản kể lại trọn vẹn một sự việc, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả. Miêu tả, nêu lên đặc điểm của đối tượng, đặc điểm bên ngoài, tính cách bên trong, thường có nhiều tính từ miêu tả. Biểu cảm, thường tập trung nêu lên tình cảm, cảm xúc dành cho một đối tượng, chẳng hạn tình yêu, sự ngưỡng mộ, sự căm ghét. Nghị luận, văn bản nêu lên một vấn đề đang được xã hội quan tâm để chúng ta cùng bàn bạc làm rõ vấn đề đó. Đây là 4 kiểu phương thức biểu đạt mà các em đã và đang học, tập trung nhiều hơn vào phương thức biểu đạt đang học. Nhiều khi văn bản có yếu tố tự sự nhưng lại dùng để chốt lại một luận điểm thì phương thức biểu đạt chính vẫn là nghị luận. Tiếng Việt, các em xem lại các bài, câu nghi vấn tiếp theo, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật, câu phủ định, hành động nói tiếp theo, hội thoại tiếp theo, lựa chọn trật tự từ trong câu và phần tiếp theo. Lưu ý nhận diện được kiểu câu, cho biết mục đích của kiểu câu đó. Đoạn văn nêu suy nghĩ cảm nhận về một chi tiết, hình ảnh, nhân vật trong đoạn trích ở đề bài. Về phần câu nghi vấn, chúng ta lưu ý trong câu có những từ nghi vấn ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, hử, chứ, chăng. Hoặc những từ hay, nói các vế có quan hệ lựa chọn. Chức năng chính của câu nghi vấn là dùng để hỏi. Về mặt hình thức, khi viết, câu nghi vấn được kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Chúng ta lưu ý. Về câu cầu khiến. Câu cầu khiến là những câu có những từ cầu khiến, hãy, đừng, chớ, đi thôi nào, hay ngữ điệu cầu khiến, dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo. Khi viết, câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than. Nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm. Các em sẽ xem lại ở sách giáo khoa. Câu cảm thán. Về câu cảm thán thì chúng ta lưu ý là câu có những từ ngữ cảm thán như ôi, than ôi, hỡi, ơi, than ơi, trời ơi, thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào, dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói, người viết. Xuất hiện chủ yếu trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay trong ngôn ngữ văn chương. Hình thức, khi viết, câu cảm thán thường được kết thúc bằng dấu chấm than. Câu trần thuật là loại câu chúng ta bắt gặp nhiều nhất khi nói và viết. Câu trần thuật không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, thường dùng để kể, thông báo, nhận định hoặc miêu tả. Ngoài những chức năng chính trên thì câu trần thuật còn dùng để yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc, vốn là chức năng chính của những kiểu câu khác. Khi viết, câu trần thuật thường được kết thúc bằng dấu chấm,
nhưng đôi khi nó có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng. Đây là kiểu câu cơ bản và được dùng phổ biến trong giao tiếp. Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định: không, chẳng, chả, chưa, không phải là, chẳng phải là, đâu phải là, đâu có. Câu phủ định dùng để thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó. Đây là phủ định miêu tả hoặc phản bác một ý kiến, một nhận định, còn gọi là phủ định, bác bỏ. Về hành động nói, chúng ta lưu ý hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định. Dựa theo cái mục đích của hành động nói mà người ta đặt tên cho nó. Những kiểu hành động nói thường gặp là để hỏi, trình bày, báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, dự đoán, điều khiển, cầu khiến, đe dọa, thách thức, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Ở trong phần hành động nói thì chúng ta lưu ý, mỗi hành động nói có thể thực hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động nói đó, cách dùng trực tiếp, hoặc là bằng kiểu câu khác, cách dùng gián tiếp. Về hội thoại, và bài hội thoại tiếp theo. Hội thoại, chúng ta sẽ điểm qua vai xã hội trong hội thoại. Vai xã hội là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc thoại. Vai xã hội được xác định bằng các quan hệ xã hội, quan hệ trên, dưới hay ngang hàng, theo tuổi tác, thứ bậc trong gia đình và xã hội, quan hệ thân sơ, theo mức độ quen biết, thân tình. Vì quan hệ xã hội vốn rất đa dạng, nên vai xã hội của mỗi người cũng đa dạng và nhiều chiều. Khi tham gia hội thoại, mỗi người cần xác định đúng vai của mình để chọn cách nói cho phù hợp. Và trong hội thoại thì ai cũng được nói. Mỗi lần có một người tham gia hội thoại thì được gọi là một lượt lời. Để giữ lịch sự, cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh hoặc là cắt lời hoặc là chêm vào lời của người khác. Nhiều khi im lặng khi đến lượt lời của mình cũng là một cách biểu thị thái độ. Về phần lựa chọn trật tự từ trong câu, chúng ta thấy trong một câu có thể có rất nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả và diễn đạt riêng. Người nói, người viết muốn làm tăng cái hiệu quả diễn đạt riêng của mình thì cần phải biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. Như vậy, chúng ta phải nhận diện được kiểu câu và trả lời được mục đích của việc dùng kiểu câu đó. Về đoạn văn, chúng ta sẽ nêu suy nghĩ, cảm nhận về một chi tiết, hình ảnh, nhân vật trong đoạn trích của đề bài, thường là 3 câu, 4 câu. Các em cần phải đọc kỹ, thật kỹ yêu cầu về nội dung và số câu của phần đoạn văn để làm cho đúng, tránh mất điểm. Phần tập làm văn, chúng ta có 2 đề: nghị luận về một hiện tượng xã hội hoặc là một tư tưởng đạo lý, dàn ý chung, mở bài, giới thiệu vấn đề, trích dẫn đề nếu có. Có nhiều bạn thường làm ngược, trích dẫn đề rồi mới giới thiệu vấn đề. Chúng ta lưu ý làm đúng bước giới thiệu vấn đề, sau đó mới đi trích dẫn đề nếu có. Thân bài có các bước chính sau đây. Bước 1, giải thích, có thể là nghĩa đen, nghĩa bóng của câu nói của vấn đề, chốt được nội dung của vấn đề. Bước 2, nêu biểu hiện và thực trạng của vấn đề. Bước 3, đặt những câu hỏi vì sao, nêu lý lẽ, dẫn chứng, tìm được nguyên nhân của vấn đề. Bước 4, đánh giá tác hại, tác dụng. Bước 5, phê phán. Bước 6, hướng hành động. Kết bài, khẳng định lại vấn đề, liên hệ bản thân. Trên đây là toàn bộ nội dung ôn tập bộ môn ngữ văn lớp 8 chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2. Cô chúc các em ôn tập tốt.
thi được kết quả cao. Cảm ơn các em đã chú ý tham gia phần ôn tập. Chúc các em nhiều sức khỏe, học tập tốt. Thân ái, chào các em.